Đây thì kính thưa quý vị, cùng với Thắng miền Tây tới chùa Dòng Chát. Thì cũng hôm nay có cô chú vua cũng hỗ trợ cho nhà chùa 21 cái giường bằng sắt. Đây thì cũng đang trở lại đây quý vị. Đây thì đồng thời bên cạnh đó thì nhà chùa cũng đang thiếu kinh phí để xây dựng cái hàng rào. Thì cái hàng rào phía sau thì cũng là mục nát hết rồi. Nhà chùa cũng còn thiếu kinh phí để xây cái hàng mục hàng rào đó vậy. Đó thì mong quý vị Phật tử gần xa rồi cũng có đến đây để giúp đỡ những nhà chùa cho xây được cái hàng rào. Đây thì anh em đang khiêng những bộ vạc bằng sắt xuống đây, 21 bộ. Đó. Thì do cô chú vua bên Mỹ cũng hỗ trợ cái phần này. Đó. Đây là phía sau hàng rào của ngôi chùa đã mục nát quá, qua thời gian rất là lâu hết quý vị, thì cũng mục nát hết rồi. Nhà chùa cũng định là làm lại mà nhưng còn thiếu kinh phí rất là nhiều nên nhà chùa tạm hoãn lại, chưa có xây. Đây quý vị thì cũng mục nát hết trơn hàng rào nè. Đó, rất là cổ xưa à. Đó. Hàng rào cũng xưa cũng định lên dự án để làm lại nhưng cũng có thiếu kinh phí đó. Mong quý Phật tử gần xa thấy clip này thì cũng giúp nhà chùa thì có lòng hảo tâm của ít lòng nhiều, mọi người một ít để giúp nhà chùa sớm được xây cái hàng rào. Đây quý vị. Chùa này cũng nằm trong vùng sâu vùng xa hết quý vị. Thì cũng ít có Phật tử ở xa xôi cũng ít có biết đến. Cái này chở tới 2 chiến mới hết, chở 1 chiến không hết quý vị. Đó, có chiếu có gì luôn ha. Đây chiếu luôn. 21 cái giường, 21 cái chiếu có mùng luôn quý vị. À, chở thêm 1 chiến nữa mới hết ha. Đa quanh trang trí nội thất đa quanh đó, mà tiếp tục chở chuyến thứ hai đó. Chuyến này là cũng hết rồi, bị cái đường nông thôn rất hẹp đó, đường lộ đa nó vậy đó, thì chở vô 2 chuyến mới hết, xe lớn đậu ở ngoài. Đây cũng có mùng mền rồi, có đủ ha. Cái này tặng, phần quà tặng, mua vạc là có tặng những phần quà đó quý vị. Đây thì cũng có chút chiếu mùng mền rồi nè, nhát nhiều lắm. Đây. Đó, rất là nhiều ha. Mùng, đó. Mỗi cái vạc một cái mùng ha. Một cái chiếu. Gối. Gối nữa. Đó, đầy đủ luôn quý vị. Đó. Để cho sư chỗ có chỗ nghỉ ngơi. Đó. Chắc có lẽ chưa cỡ anh chắc phải chiều anh mới về được, tại đang đi trần đời rồi. Đó. Mô Phật, bữa nay con cũng vô tới đây cũng cầu nguyện cho Đức Phật Bồ Tát ở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phù hộ độ cho hai cái đứa con đi làm ăn tới đâu cũng nhiều người thương mến và mạnh giỏi ha, bệnh tật tiêu trừ nhờ mười phương chư Phật Đức Phật Bồ Tát ở Hoa Lộn hoài Đức Phật Thích Ca ha, cũng cho con được ghi hình tại nơi đây và cũng cầu mong là quý Phật tử gần xa thấy cái clip này rồi muốn giúp nhà chùa xây dựng thêm cái hàng mục hàng rào đó thì cũng một lần nữa thì cảm ơn quý Phật tử gần xa nếu mà muốn giúp đó.
ngôi chùa cũng như là gối hả? À, thì ở đây thì anh Đa Quanh thì cũng là chủ trang trí nội thất Đa Quanh ha, thì mình cũng như là có bên mình cũng được cô chú nào cũng giúp đỡ thêm á, thì anh chia sẻ cô chú chị biết. Ở đây chị Dân in logo tặng 21 gối nằm. Dạ. Chị Ly bánh phía trăng. Dạ. Tặng 10 mùng. Dạ. Cửa hàng nội thất Đa Quanh tặng thêm 11 cái mùng. À. Là 4 người. Dạ. Dạ. Rồi thì cũng xin cảm ơn anh Ba rất nhiều ha, thì nãy giờ cũng xuống đồ rồi cũng đầy đủ hết rồi ha. Dạ. Với lại cũng có được thêm cô chú bên của anh Đa Quanh đó cũng thấy đến cúng dường ngôi chùa cho nên cũng có giúp đỡ cho thêm một ít nối với lại mùng mùng ha. Dạ. Thôi thì cũng chúc mua bay bán đắt ha. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Vân và bên kênh Bằng Chung TV đã hỗ trợ cho ngôi chùa. Rồi. Dạ. Cái rồi cảm ơn anh. Đây ngồi này cũng khá là lâu đời ha. Đó, mục hết rồi quý vị ạ. Đó. Cột mục hết trơn luôn, bãi hết trơn. Bè ra. Ở dưới đây cũng còn mấy phòng còn xin ở luôn ha bác. Mà cái ô phòng rồi cũng mục hết trơn. Gãy hết à. Ở ấp Dòng Trác này là ấp nào xã nào hả chú? À, ấp Dùng Trác, xã Liêu Tú, huyện Tân Đề. Dạ. Dạ. Cái này cũng mục nát quá lâu rồi. Nay sư cũng mua xi măng để định xây hàng rào và hàng mục xung quanh chùa đó quý vị. Đó cũng do Phật tử cúng dường mỗi người một ít đó. Đây toàn cảnh xung quanh chùa đây quý vị. Đó cũng rất cũ kỹ. Đây cái cổng vào đó quý vị, đó thì chỉ có xây dựng được cái ngôi sa la đó là thì mới thôi, còn xung quanh thì cũng cũ kỹ hết trơn rồi quý vị. Đó, cũng chưa có giường có gì để cho các vị sư nằm đó. Thành ra nghỉ ngơi rồi thì thành ra cô chú thấy được thì người ta có tặng cho những bộ giường để cho sư nằm. Đó, chùa rất là nghèo quý vị. Đó. Thì cái dạng nằm trong vùng sâu vùng xa cũng ít có Phật tử nào biết đến đâu quý vị. Đó. Đây thì Phật đây, Phật Thích Ca ha. Thì xung quanh chùa cũng chưa có tráng sân trắng gì được hết trơn quý vị. Đó. Chùa sơn một màu, một là màu xám ở hàng rào. Đó, màu xám ha quý vị. Đó ngôi chính điện đây. Mời giờ cô bác anh chị em cùng thắng miền Tây đi một vòng ha. Ngày sư cũng rất cầu cứu các Phật tử gần xa để giúp chùa một phần nào để tỳ lòng hảo tâm của mọi người đó, thì có của ít lòng nhiều mà quý vị đó, chứ sư cũng không có ấy, còn thiếu kinh phí rất là nhiều. Cái hạng mục chùa cũng khá đó, thấy không, xây cái tháp ở trước mặt quý vị cũng còn dang dở ha. Đó, nói chung là chùa nào cũng vậy hết quý vị, thì nhờ con sóc Phật tử nơi đó khá mà ăn khấm khá và giàu có thì người ta cúng một phần phần nào đó của người ta, còn nếu mà không có thì tùy của ít lòng nhiều của các Phật tử thôi. Đó, cúng bấy nhiêu thì sư làm bấy nhiêu, chùa mà quý vị. Đó, ngôi chánh điện này cũng xuống cấp dữ dàng luôn. Đó, ngôi chánh điện nè quý vị, ở trên mọc cây cọc mọc cối lùm lum hết rồi kìa. Đó. Đây. À, trên thì đóng rong đóng riêu hết à. Quá lâu đời quá, cũ kỹ á. Đó. Thì hôm nay cũng có chú Lâm Niên sống tại đây và cho mình biết cái sự tích cái ngôi chùa này từ ngày xưa tới bây giờ như thế nào. Hôm nay thì chú cũng sẽ dẫn chung cũng như chia sẻ đến với cô chú anh chị gần xa để biết hơn về ngôi chùa Dòng Trác ở đây. Dạ, thì cho con xin chúc mừng. Trước tiên hỏi ấp xã. Thì đâu có nông ca này đấy, thêm bán cờ nông niệm chia và thiên cả đặc cà mà ca. Từ tại tôi đồng này thuê đi. Hay
không phải nước nhóm bạc có sống chụp riêng thà vọt về chung vòng bởi chác bờ tổ tam kết tổ tam đầm nở đi ca có sang vì môn mọc của hộp mọc đòi là lâu đứng chiêng mà rùi cho nam hơi còn tay vọt đòi ca tổ tuôn nâu sừng kriêm để miền ca bắt bẹp chê sọc bẹp ra thấy đầm đầm bốn nó cứ miền này tới vọt nó cứ thà có sọt ná mùi phần này tiết cả nâu đách thời gian làm vì lâu thông thông lâu lan hay lâu nó bị bạc đó từ tại bên rụng đỏ mọc về nít cứ thà bạc hay nâng rót miền ca dọc chất tục đặc làm bị chuối phơ lâu phơ nol phơ spiên sọc bẹp giang nằm bây ở miền ca nghe xua mùi cầm rắt đòi vọt hẹt nâng hơi bán trong cõi này để miền phật đại chúng quân lâm khét ông khất khom nó tôi chia bị bác giang na cả đôi sắt giang na cả đôi hay chùm nó vọt nó bò để sạch tích tiết bởi chúng ông tông từ miền ca khất khom đầm bây ca co sang vùng ri vùng rừng nó vọt ở ram ở miền ca lụt lo hẹt này có không phê nâng có miền bọn ôn đầy chia mà nụ sạch thó đôi chùm miền mùi chung mùi thăng đồng ở đại bàn lẽ băng phê về lia đồng miền đồng lại anh chơi mọc đồng nấu vọt ở ram miền mọc và chung vùng phê cha tôi chỉ ngay rằng là cả đôi mùi từng pi khất khom đồng bay xoát xoay mọc mưa hay đặc khơi vọt khoác khát sọp bẹp giang chạm tăng hầm pi kê sầm ráp và xong hay mông cần tel hết nhưng hay có mùi từng pi nông miền cam peo và nêu xong tầm nét tầm nón tôi lơ bỏ phôn cướp còn lại để nấu hàng tê và răng tê và răng liền liền để không chui hết đi nhưng bát có không nêm gần tới giờ cũng đã chay tăng buổi trưa sát đối vậy thì ảnh đánh kẽn thì chó hú kêu lại ha đó đứng đánh cản nha, đánh cản. Rồi tao nói, nó đi đâu mất hả? Ờ, nó đi đâu rồi nó qua là trong lại vậy. Ờ, bây giờ mình đánh đại đi, đánh đại đi. Có khi nó nghe nó cho lợi. Ồ, lợi kìa hú à kìa vậy. Vậy đó đó đó, nó nghe tiếng cản cái nó hú. Đó, đó, nghe tiếng kẽn nó hú nè là, đó, đó, nghe tiếng kẽn cái nó hú nó la rồi quý vị, đó, ờ, đó, nó biết giờ luôn á quý vị, khôn quá trời luôn, hai con luôn, đó, ừ. Đã thâm nhập phần đầu, thần đầu tiên cũng có, bạn tiêu nêu cho toàn bộ hộ tịch kia xong rồi xong. Đồng bây có sang tâm kiểm tri hay tâm kia bốc vật tiêu của nó thế này xong ra tâm kiểm tri và xong nó ngọt vào vọt về chung vô trị nhà nó vào phân nghiêng mình tay mà nó xong về biên prác sang sắp vui liền thật ra có sang khi ta đâu sẽ là bí cho sẽ là thông mây và trở bỏ phân nhiên thấy nó về đi các bạn đã đi cho bỏ chuông chung và cơ sụ chơi ta đem đi bỏ phô và nhiên ta về sẽ là tiền sân vô ca Yeah.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xà thuộc xà thuộc. Thì Thắng miền Tây chia sẻ nãy giờ cũng dài rồi, cũng mong quý Phật tử gần xa lại giúp đỡ chùa phần nào. Thì hôm nay Thắng miền Tây cũng xin phép lại video tại đây. Chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào mọi người, chúc mọi người cũng có luôn luôn có mười phương chư Phật độ hộ cho chị và gia đình các bạn. Nam Mô A Di Đà Phật.